Trong các bài học trước, tôi đã hướng dẫn các bạn cách tạo và tối ưu hóa quảng cáo AdWords để chúng ngày càng thu hút hơn. Trong bài học này, tôi hướng dẫn bạn một số thao tác cơ bản thường dùng trong quảng cáo AdWords. Kiến thức này giúp bạn tự tin sử dụng công cụ này. Chúng ta bắt đầu bài học các thao tác cơ bản trong quảng cáo AdWords. Mục tiêu của bài học là hướng dẫn cho học viên các thao tác cơ bản thường sử dụng trong quảng cáo Google AdWords. Chúng ta bắt đầu với các thao tác bật, enable, dừng, pause và xóa, remove. Đây là thao tác rất cơ bản mà chúng ta thường sử dụng. Thao tác này áp dụng với tất cả các hạng mục trong quảng cáo AdWords như chiến dịch, campaign, nhóm quảng cáo, ad group, quảng cáo, ads và từ khóa, keyword. Bên cạnh mỗi hạng mục, ta thấy cái nút như trên màn hình. Nhấn vào nút này, một cửa sổ sổ xuống với ba chức năng là enable có nghĩa là bật lên pause nghĩa là dừng lại remove tức là xóa khi muốn thực hiện chức năng nào đó như bật lên dừng lại hay xóa đi chỉ cần nhấn vào chức năng tương ứng rất đơn giản và áp dụng cho tất cả các hạng mục ví dụ tôi nhấn vào nút pause để dừng lại sau đó tôi lại nhấn nút enable để bật lên bây giờ Mời bạn xem demo chức năng này đối với một chiến dịch quảng cáo nhé. Từ tab Campaign, tức chiến dịch, ta chọn chiến dịch cần xử lý. Ví dụ ta chọn chiến dịch này. Ứng vào nút bên cạnh. Hiện tại chiến dịch đang hoạt động nên có nút màu xanh. Giả sử để tắt, ta nhấn vào nút Pause. Và bây giờ để bật lên lại, ta lại nhấn nút này. Rồi chọn Enable. Nếu muốn xóa chiến dịch, thì ta chọn nút Remove nhé các bạn. Quá đơn giản phải không nào? Nếu ta muốn áp dụng chức năng này đối với các nhóm quảng cáo Ad Group thì sao? Vô cùng đơn giản. Trước tiên ta chọn chiến dịch chứa nhóm quảng cáo cần xử lý. Sau đó ta chọn nhóm quảng cáo phù hợp. Ví dụ tôi chọn nhóm quảng cáo này. Nhấn vào nút bên cạnh. Hiện tại nhóm quảng cáo này đang hoạt động. Giả sử để tắt, ta nhấn vào nút Pause. Và bây giờ để bật lên ta lại nhấn nút bên cạnh rồi chọn enable. Nếu muốn xóa nhóm quảng cáo thì ta chọn nút remove. Nếu ta muốn áp dụng các chức năng này đối với các quảng cáo ads thì sao? Vô cùng đơn giản. Trước tiên ta chọn nhóm quảng cáo phù hợp vào tab ads tức là quảng cáo. Sau đó ta chọn quảng cáo cần xử lý. Ví dụ ta chọn quảng cáo này. Nhấn vào nút bên cạnh Hiện tại, nhóm quảng cáo này đang hoạt động. Giả sử để tắt, ta nhấn vào nút Pause. Và bây giờ, để bật lên lại, ta lại nhấn nút bên cạnh, rồi lại chọn Enable. Còn nếu muốn áp dụng các chức năng này, đối với các từ khóa, keyword thì sao? Cũng tương tự như vậy. Trước tiên, ta chọn nhóm quảng cáo cần xử lý, ví dụ nhóm này. Sau đó ta chọn từ khóa phù hợp, ví dụ ta chọn từ khóa này. Nhấn vào nút bên cạnh, để tắt, ta nhấn vào nút Pause. Và bây giờ để bật lên, ta lại nhấn nút bên cạnh rồi chọn Enable. Nói tóm lại, rất đơn giản, giống nhau cho tất cả các hạng mục, từ chiến dịch đến nhóm quảng cáo, đến quảng cáo và từ khóa. Chúng ta tiếp tục với nội dung thay đổi cách hiển thị các yếu tố của quảng cáo AdWords. Đây cũng là một tính năng hữu ích thường sử dụng. Mời bạn chú ý đến nút này. Nhấn vào đây ta thấy có 3 phương thức hiển thị là ô hiển thị tất cả. Trong trường hợp này, AdWords sẽ hiển thị tất cả các hạng mục bao gồm còn hoạt động, đã dừng hoặc đã xóa. O enable nghĩa là chỉ hiển thị các hạng mục đang hoạt động và O but remove nghĩa là hiển thị tất cả các hạng mục trừ các hạng mục đã xóa. Điều này có nghĩa AdWords sẽ hiển thị các hạng mục đang còn hoạt động và các hạng mục đã dừng nhưng chưa xóa. Ta hãy thực hiện thử nha. Chọn ô. Các bạn thấy ở đây tất cả các chiến dịch đều được hiển thị. Trong đó có một số chiến dịch còn hoạt động, một số chiến dịch đã tạm dừng. Ngược lại, nếu chọn ô enable, các bạn thấy chỉ còn chiến dịch đang hoạt động. Rất đơn giản phải không nào? Cách thực hiện là giống nhau đối với chiến dịch, nhóm quảng cáo, quảng cáo hay từ khóa thưa các bạn. Tôi xin hướng dẫn các bạn một số thao tác quan trọng trên chiến dịch quảng cáo. Trong phần này, tôi xin hướng dẫn bạn một số thao tác hữu ích thường sử dụng đối với chiến dịch quảng cáo campaign. Trước tiên là thay đổi ngân sách chiến dịch quảng cáo. Trong khi hoạt động, ta thường xuyên có nhu cầu tăng hoặc giảm ngân sách cho các chiến dịch quảng cáo. Có hai cách thực hiện. Thứ nhất là tại tab campaign, tức là chiến dịch Tab này liệt kê tất cả chiến dịch quảng cáo trong tài khoản của ta. Để thay đổi ngân sách quảng cáo, ta chọn chiến dịch quảng cáo, ví dụ chiến dịch này. Sau đó ta gõ vào ngân sách mới, vào cột ngân sách. Để demo, tôi sửa thành 1 triệu đồng. Thứ hai, tại trang dành riêng cho chiến dịch cụ thể. Ví dụ, nhấp vào chiến dịch này, ta đến trang dành riêng cho nó. Để thay đổi ngân sách quảng cáo, ta gõ ngân sách mới vào ô ngân sách. Để demo tôi sửa thành 2 triệu đồng. Trong khi hoạt động, ta cũng thường có nhu cầu điều chỉnh khu vực địa lý của quảng cáo. Điều này giúp sử dụng hiệu quả ngân sách. Cách thực hiện, chọn chiến dịch quảng cáo cần điều chỉnh. Ví dụ tôi chọn chiến dịch này. Ta về trang dành riêng cho chiến dịch. Các bạn có thấy cái nút targeting này không? nút này cho phép ta điều chỉnh khu vực địa lý của quảng cáo. Để điều chỉnh tôi nhấn vào nút edit bây giờ có thể thêm vào ví dụ ta thêm vào thành phố hải phòng những nút add hoặc có thể xóa thành phố hải phòng những nút remove sau đó ấn nút save một số thao tác quan trọng trên từ khóa keywords mà chúng ta nên làm quen thứ nhất thay đổi giá đấu thầu bid price của từ khóa trong quá trình hoạt động ta thường xuyên cần điều chỉnh giá thầu cho từ khóa Mời các bạn xem demo trên tài khoản của chúng tôi. Các bạn thấy bên cạnh các từ khóa ta có cột giá đấu thầu mua từ khóa. Hiện tại, các giá này đang ở chế độ MM, nghĩa là các từ khóa này đang áp dụng giá mặc định default. Đây là giá mà ta đưa vào ban đầu khi tạo nhóm quảng cáo. Và đây chính là giá mặc định cho các từ khóa trong nhóm quảng cáo. Ta có thể thay đổi giá mặc định bằng cách nhấn vào nút edit này. Ví dụ ta tăng giá mặc định từ 10.000 đồng thành 12.000 đồng. Ta cũng có thể thay đổi giá đấu thầu của các từ khóa riêng lẻ. Ví dụ ta thay đổi giá của từ khóa này bằng cách gõ giá mới vào cột giá. Ví dụ từ 12.000 đồng thành 15.000 đồng. Nếu muốn thay đổi giá của hàng loạt từ khóa thì sao? Trước tiên ta chọn các từ khóa. Ví dụ các từ khóa này. Sau đó vào mục Edit Chọn change max CPC bid, tức là thay đổi giá thầu, sau đó gõ giá mới vào. Đơn giản phải không nào? Bây giờ nếu ta muốn đưa giá từ khóa về chế độ giá mặc định thì sao? Lúc này chọn các từ khóa, ví dụ các từ khóa vừa điều chỉnh và một edit chọn change max CPC bid. Các bạn có thấy dòng này không? Đọc là leave plan to use ad group default bid nghĩa là để trống nếu muốn sử dụng giá bid mặc định như vậy ta để trống rồi nhấn nút make changes và bây giờ ta thấy giá bid của các từ khóa này đã được trả về chế độ giá mặc định thứ hai bổ sung thêm từ khóa trước tiên ta chọn nhóm quảng cáo phù hợp ví dụ nhóm quảng cáo này sau đó ta vào tab keyword tức là từ khóa để bổ sung thêm từ khóa, ta nhấn nút cộng keyword. Sau đó gõ các từ khóa mới vào, mỗi dòng một từ khóa. Ví dụ gõ vào bán hàng online hiệu quả nhất. Sau đó nhấn nút save. Tiếp tục, tôi xin hướng dẫn cách thay đổi giai đoạn của báo cáo. Do yêu cầu quản lý, ta có thể muốn thay đổi giai đoạn cho báo cáo, như hôm qua, 7 ngày vừa qua 14 ngày vừa qua, 30 ngày vừa qua, vân vân. Cách thực hiện, nhấp chuột vào ô bên phải như trên rồi chọn khoảng thời gian ta muốn báo cáo, ví dụ 7 ngày, 14 ngày vừa qua hoặc nhấn vào nút custom để chọn một giai đoạn nào đó, ví dụ từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8. Sau đó ta nhấn nút apply. Cách tìm kiếm hỗ trợ từ Google AdWords trong quá trình sử dụng Google AdWords, có thể có một số điều mà ta không hiểu rõ. Khi đó, có thể tìm kiếm hỗ trợ từ Google AdWords như sau. Nhấn vào đây và chọn chức năng Help trợ giúp tại cửa sổ Search AdWords Help như trên. Gõ câu hỏi vào. Ví dụ, ta gõ câu hỏi, chọn từ khóa phù hợp rồi chọn câu trả lời. Bên cạnh tính năng trợ giúp Chúng ta có thể yêu cầu hỗ trợ từ bộ phận dịch vụ khách hàng của Google. Bộ phận này đặt tại Singapore và có nhân viên người Việt. Nhấn vào đây, ta thấy số điện thoại dịch vụ khách hàng. Số điện thoại này là miễn phí nên ta có thể nói chuyện thoải mái. Tôi xin tóm tắt một số nội dung chính của bài học. Người kinh doanh online cần nắm vững các thao tác cơ bản trong quảng cáo AdWords. Càng thuần thục ta càng phát huy tốt sức mạnh của Google AdWords. Ngược lại, nếu chỉ biết sơ sơ không rõ thì không làm chủ được công cụ này. Để chủ động trong việc sử dụng quảng cáo AdWords, người kinh doanh cần biết cách tìm kiếm hỗ trợ từ chức năng help của AdWords và từ trung tâm dịch vụ khách hàng của họ tại Singapore.